Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà mặt tiền đường Thới An thuộc phường Thới An cũng như quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 15m và được cái chủ nhà đúc kiên cố một trệt và hai lầu, phía trên mình có sân thượng. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính và 4 nhà vệ sinh. Ở trong đó thì mình sẽ có một khoảng sân ở phía sau để mình phơi đồ. Và với căn nhà mình thì là căn nhà mặt tiền đường đang có hướng là hướng chính nam, thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Một con đường thông từ trục đường Trần Thị Cờ sang trục đường Lê Văn Khương, cũng như là trục đường chính để thuận tiện khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán thêm tại nhà. Và chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút xíu là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã được các chị chủ nhà full nội thất một số tặng kèm bên trong. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa bốn cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có thêm một cái bộ cửa cuốn cửa bốn cánh phía trong là một nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa được các chị thiết kế đưa ra phía bên ngoài để bảo vệ cho căn nhà. Và mình sẽ có một cái khoảng sân khoảng 2m để mình để xe gắn máy. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực không gian phòng khách căn nhà. Mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa được các chị sắm sẵn để tặng kèm kệ để tivi và tivi 65 inch cũng được các chị đóng sẵn để tặng lại hết cho khách hàng ở khi khách hàng mua căn nhà này. Và chỉ với giá 5 tỷ 350 triệu đồng còn thương lượng mạnh là quý khách hàng thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà mặt tiền đường Thới An thuộc phường Thới An, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại trục đường Lê Văn Khương cũng như là sát với trục đường Lê Thị Riêng. Với con đường Thới An thì nằm giữa hai con đường và là căn nhà mình thì là căn nhà mặt tiền đường Thới An, cho nên thông từ trục đường Trần Thị Cờ sang trục đường Lê Văn Khương. Và đây là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Với không gian phòng bếp căn nhà được các chị thiết kế rất là đẹp, sẽ có tủ bếp, kệ bếp và được làm bằng chất liệu gỗ An Cường với mặt đá hoa cương. Cũng như là bên trong không gian phòng bếp thì mình sẽ có thêm cái tủ lạnh cũng được anh chị sắm sẵn đi tặng kèm. Và những mảng tường được anh chị ốp nhựa hoa văn gỗ trang trí rất là đẹp. Và phía sau thì mình sẽ có khoảng không gian giếng trời để lấy gió ánh sáng. Bên dưới thì được anh chị thiết kế mình có một cái mảng cây xanh rất là đẹp. Và những mảng tường được ốp đá tủ ong trang trí rất là đẹp. Và kế bên thì mình có một cái nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực không gian thì dưới tầng trệt với nhà vệ sinh rất là rộng. Và chỉ với giá 5 tỷ 350 triệu đồng còn thương lượng thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhớ liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến hàng đi xem một căn nhà mặt tiền đường vừa ở vừa kinh doanh đầu tư cũng như là cho thuê. Và chỉ với giá 5 tỷ 350 triệu đồng còn thương lượng là giá đã bao gồm tặng toàn bộ nội thất bên trong căn nhà. Và với căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng anh chị mình mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và có hỗ trợ của ngân hàng nếu gia đình có nhu cầu cần vay thêm. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực ở bên trong căn nhà. Với căn nhà mình thì để chị thiết kế với cửa được là làm bằng gỗ và sơn với một cái tông màu rất là trẻ trung và rất là đẹp. Bên trong không gian phòng ngủ thì mình có đầy đủ nội thất như tủ quần áo, bàn trang điểm, bàn làm việc và kệ để tivi. Và mình sẽ có giường rộng lên đến 2m, có đầy đủ chăn ga, gối nệm. Ở phía trước mình sẽ có ban công cũng như là để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát cũng như là trồng cây. Và bên trên cũng được anh chị ốp nhựa hoa văn gỗ trang trí rất là đẹp. Và mỗi phòng ngủ thì mình đều có nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện. Với nhà vệ sinh căn nhà này thì được anh chị thiết kế rất là rộng, có vách ngăn tấm kính, có vòi sen cũng như là lambo và hệ thống gương soi được sử dụng bằng điện cảm ứng
Rất là đẹp. Và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính, thì trong đó chị full nội thất một phòng phía trước, và còn lại 3 phòng thì chị đang để trống để gia đình có nhu cầu cho thuê, hoặc là có đồ dùng tại nhà thì mình có thể mang tới lắp ráp. Và nếu gia đình cần đóng thêm nội thất thì anh chị sẽ hỗ trợ cho gia đình để gia đình mình đóng nội thất bỏ vào bên trong căn nhà này. Và với căn nhà được anh chị thiết kế nhà vệ sinh rất là rộng, rất là thoáng và rất là mát. Căn nhà này thì được xây dựng hết đất, cho nên là với diện tích không gian phòng ngủ cũng như nhà vệ sinh thì rất là rộng. Và chỉ với giá 5 tỷ 300 triệu đồng, còn thương lượng thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình thì nhớ tay liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đó hàng đi xem. Một căn nhà mặt tiền chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút xíu, di chuyển lên khu vực lầu 2 căn nhà thì đến với không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Thì với phòng ngủ này thì chị thiết kế để đưa nhà vệ sinh ra phía bên ngoài, để ở gia đình có nhu cầu làm phòng thờ, hoặc là mình có thể sử dụng làm phòng karaoke, phòng sinh hoạt chung với gia đình. Thì mình sẽ không phạm vào cái lỗi phong thủy. Và di chuyển ra khu vực phía sau sẽ đến với không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Và căn nhà mình thì được thiết kế có hai giếng trời nên rất là thoáng và rất là mát. Đây là không gian phòng ngủ phía sau, phòng ngủ số 4 căn nhà. Phòng ngủ này thì anh chị thiết kế cửa sổ cũng như là cửa để đi ra cái khoảng sân ở phía sau căn nhà để khu vực để máy giặt. Và bên trên thì căn nhà này được đúc kiên cố nên là anh chị có làm cầu thang để đi lên trên mái, và gia đình có nhu cầu lên phía bên trên để vui chơi hóng mát trồng cây thì với một cái sân thượng rất là dài phía bên trên thì thoải mái để gia đình trồng cây và hóng mát. Với căn nhà mặt tiền đường và chỉ ngang với giá ở trong hẻm, cho nên quý khách hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thế nên liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến hàng đi xem. Một căn nhà mặt tiền đường Thới An nằm sát với lại đường Trần Thị Cờ, cũng như là một con đường thông từ đường Trần Thị Cờ sang đường Lê Văn Khương, và nằm sát với lại cầu vượt Tân Thới Hiệp sát quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Với trục đường chính đường Trần Thị Cờ rẽ ra trục đường Lê Văn Khương, hoặc là trục đường Trần Thị Cờ để về trung tâm thành phố, cũng như là về sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh thì rất là thuận tiện. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đây sẽ được kết thúc. Hẹn lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.